đấy. Mà kể cả khi làm người thứ ba cũng có khả năng là mình đang là người thứ ba thôi. Vâng. Đéo nhận. Vâng. Thứ ba nó mệt lắm, sau thứ hai họp giao ban nhiều việc. À ông ba bảo em không phải người thứ ba mà. Đéo phải. Ừ. Tao thích thứ bảy làm thứ bảy với chủ nhật hơn. Ờ, chả đéo thích thứ ba. Ngày đến bố được nghỉ. Thứ bảy chủ nhật nhiều việc làm, sạc pin sạc viết thoải mái. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hello. Đến với lại chương trình Tổ Buôn 247 số đặc biệt. Đây là số đầu tiên của tháng Cô Hồn. Okay. Và tháng Cô Hồn này chính vì thế mà chúng tôi lại quảng cáo lá bồ đề dát vàng. Đúng rồi. Độc quyền bởi Hakuta. Hakuta. Vâng. Hôm nay mưa bão suýt nữa thì không đi quay Tổ Buôn được. Thật may là có lá bồ đề nên gọi được taxi. Quảng cáo như VOV giao thông nhỉ. Đấy, đây là lá bồ đề trên tay bản Tâm. Vâng, lá bồ đề tất cả các bạn nên và 24K độc quyền trên toàn thế giới, duy nhất do Hakuta sáng chế và sở hữu. Cái này xe ô tô đẹp. Cái này thì là sản phẩm được chính bàn tay của nghệ nhân Hakuta chế tác từ inox siêu bóng hai mặt. Vâng. Lắc kê vàng 24K được Viện Hàn Lâm cấp giấy chứng nhận chất lượng vàng 4.9. Có giấy kiểm định 100%. Chúng ta có thấy con cháu nhà chú Hà. Rất cái này nhá Tâm nhá, em đấy. Có thể cái này thì công dụng của nó đó là mang lại may mắn, bình an, sức khỏe, hạnh phúc. Đấy. Em có thể cầm về để đầu giường. Vâng, đầu giường. Trong túi sách, ốp điện thoại. Treo xe ô tô này. Nhiều công dụng nhỉ. Những cái này thì nói chung là rất nhiều tác dụng và nó quan trọng nó mang lại sự bình an trong cái tháng Cô Hồn này. Thì em cũng không cần phải tự tiện em mở như thế đâu. Vì anh tí nữa anh cho riêng em cái mang về. Không, riêng chú Hải này em nhá. Thế chú này hào phóng lắm. Khách nào lên đây phải cầm 8 cái về. Phát cho cả hàng xóm. Cho xin chú trước. Cầm hết. Ông Tuấn nó giả tiền sau. Có cái gì đâu, toàn tiền chương trình cả. Ok, thôi hãy để Tâm tự giới thiệu bản thân. Tâm tự tiện. Bình thường thì gọi chú cháu, nhưng lên đây thì gọi là em, cho nó gọi là đúng, gọi là mô típ chương trình. Đúng mô típ. Em hãy tự giới thiệu bản thân mình. Xin chào các bạn, mình tên là Thanh Tâm. Mình đến từ Lào Cai và hiện tại đang làm nhân viên phòng. Ngoài ra thì mình có kinh doanh mảng thời trang ngoài. Hôm nay thì được chú Hải, là chú họ hàng xa. Chú mời hàng đến xa chương trình. Dạ. Thế à, anh tưởng chú gần lắm. Tâm kinh doanh bằng tức là vốn mình huy động hay là vay mượn, vốn huy động tự có gọi nói nhá, tự tích có tự mà tích có nó gọi tắt là tự có. Em kinh doanh bằng vốn huy động ạ. Huy động cụ thể là huy động từ gia đình. Mama banh ấy nhỉ. Mama banh. Ok, Tâm thì thông báo anh em là Tâm tôi là có chút họ hàng. Vâng. Thế là họ như nào? Ông cụ nhà tôi với ông cụ nhà Tâm đây thì trước đây ấy, là hai ông cụ hồi còn trẻ thì cũng là hai ông cụ. Bây giờ có một đặc điểm chung duy nhất là hai người đều đã quy tiên rồi. Tâm nhỉ? Vâng, có họ. Nhà Tâm ở tận Lào Cai. Lào Cai. Nhà chú Hải chú ở tận Hà Nội nên chẳng liên quan đấy, chỉ có một tuyến tàu hỏa. Cao tốc Nội Bài Lào Cai. Vâng. Có lẽ là chúng ta cảm ơn anh em tuần trước là mua khá nhiều cái lá bồ đề. Vâng, hy vọng anh em lại tiếp tục ủng hộ Tổ Buôn để anh em tôi có chương trình mà. Vâng. Có chương trình mà có kinh phí. Có kinh phí để hoạt duy trì chương trình. Vâng. Cũng như là thuê một số cái đối tác từ Lào Cai xuống. Và link bán sản phẩm thì bọn tôi sẽ để ở dưới phần mô tả, anh em có thể click vào đấy và có thể đặt mua ngay cho mình một lá bồ đề. Okay. Và giá khi có pass Tổ Buôn thì chỉ là 450.000 thôi. Ok, không làm mất thời gian, anh em chúng ta sẽ cùng vào luôn mục tin tức đầu tiên. Ok, chúng ta sẽ cùng vào mục tin tức. Thanh Tâm thân mến, giả dụ vào một ngày đẹp trời, Thanh Tâm bước lên một chiếc máy bay. Trong lúc Thanh Tâm đang gọi là say sưa ngủ đi, thả hồn trong gió. Nhưng mà say sưa ngủ thì rồi anh thả hồn trong gió đi. Thì bỗng có một nam hành khách vấp chân, không có điểm tựa gì cả. Thì ngã nhau về phía trước. Thế là hai tay có chống vào một cái chỗ điểm tì. Điểm tì nào đó. Phần mềm phía trước đi. Tâm thì Tâm sẽ xử lý. Tâm sẽ xử lý.
thực ra là em cũng chưa bao giờ gặp cái trường hợp đấy. Ừ. Mà cũng không bao giờ mong muốn mình sẽ vào cái trường hợp đấy. Giả sử tí nữa ông quấn đi. Ông vấp chân đi. Không, bọn quay phim thằng Quyền này. Thì thực ra thì nếu em nghĩ là vào cái trường hợp đấy thì mình cũng phải xét theo cái hoàn cảnh. Ví dụ như là cái người đấy có đẹp trai hay không? Ở đây hoàn cảnh đây là nhan sắc. Đấy là nhan sắc. Sẽ càng nhan sắc. Nó rất đơn giản. Nhưng hoàn cảnh nếu mà người đấy là đẹp trai đi. Ví dụ như anh Hải đi chẳng hạn. Ví dụ là anh Hải đi, cụ thể đi. Ví dụ là làm là gì nhỉ? Tại sao cái đánh giá đẹp của anh nó lại khác người bình thường đấy? Anh Hải thì anh em phải động viên nhau thôi. Ví dụ là nam tính như anh. Ừ. Thì là em sẽ xử lý như nào? Chắc là ví dụ như họ vô tình. Thì tất nhiên rồi, anh Hải anh toàn nhận anh vô tình à. Thôi, không phải. Đừng có đi quá giới hạn nữa. Không có vô tình thì thôi, tin đây. Đấy, đây là nó nói về việc ông Vũ Anh Cường, một tổng đốc công ty bất động sản thì vậy. Đã bị một nữ hành khách tố là sàm sỡ trên máy bay. Ngoài ra ông cũng bị một nữ gọi là tiếp viên hàng không cũng cũng tố sàm sỡ. Tức là trong một thời điểm ông sàm sỡ hai nữ hành khách. Đấy, thì ông Cường đã phải đóng tiền phạt là 10 triệu. Xin chúc mừng ông William Cường là ông đã tiếp bước một ông cho hai ông trong thang máy để trở thành người đàn ông thứ ba khá nổi tiếng. Thế thì ông kheo như ông Cường ấy thì ông vấp chân. Vâng, ông khai là ông vấp chân. Đâu, ông không làm chủ nên ông vấp chân. Vâng. Thế mới càng như ông vấp chân ấy thì là ông lại chống tay vào cái phần mềm phía trước của một bài khách cũng khoang xê một ít. Xong sau một khi nữ tiếp viên ra nhắc nhở thì ông lại miêu tả đúng cái hành động của ông, nó lại lên cơ thể nữ tiếp viên, ông lại hơi bị hoành tráng ở đây đánh ngã chống như này. Thế là ông lại bị cổ tiếp phát ngang. Thực ra ông chỉ miêu tả thôi. Phát đầu là ông ấy chẳng may. Phát sau ông miêu tả lại việc chẳng may đấy. Ông chẳng có lỗi đấy gì cả, nhưng mà cái cảng vụ hàng không người ta không thông cảm. Người ta cũng bảo ông là như thế đâu, vù cáo hai người một lúc. Thế mới bỏ mẹ trong cùng một chuyến bay. Thế mới đèn. Nói chung thưa anh William Cường ấy thì đó là khi say thì đương nhiên là mình không nên lái ô tô rồi. Vâng. Đấy. Mà khi say bây giờ thì tốt nhất là không nên đi bay. Không nên bay. Khi say không nên bay. Đúng. Ngày xưa bây giờ ngày trước là khi say thì không nên lái ô tô, bây giờ khi say không nên bay. Vâng. Đấy, thế bởi vì khi mà mình đây nhá, bây giờ bọn tôi mới rút ra được một cái bài tỷ học. Lệ bài học. Tức là mình mà lạm dụng tình dục hoặc là gọi là gì, hành mình vi. Không mình vấp chân ở mặt đất. Vấp chân ở mặt đất, nhiều ông là hít đất đấy. Đấy, nếu mình gọi là dâm ô ở dưới bãi cỏ mẹ đi. Vâng, gọi là không dâm ô là cho trẻ con rồi. Không, đại loại là cho tất cả mọi người, không phải cho trẻ. Ống dâm mới là cho trẻ con. Ống dâm mới là cho trẻ con. Gọi là sàm sỡ. Sàm sỡ. Ở dưới mặt đất đi. Vâng. Công sàm viên, bãi cỏ đi. Cháo camera đấy chỉ cả. Vâng. Trái có ai làm chứng gì cả. Vâng. Miễn phí luôn. Vâng. Bóp trong chạy, biết tất cả ai, thằng máy. Nhưng mà trong là miễn phí, trong thang máy là có camera đúng không? Vâng. 200k. Tối thiểu. Còn một vụ đang sở kéo biết. Nhưng mà trên máy bay nhé. Năm, hai phát bóp, năm củ. Chả cần camera đấy thì chỉ cần nhân chứng thôi. Gần nhân chứng đấy. Wow. Năm củ một phát đấy, đấy là cái chi phí trên máy bay nó cao không? Chi phí động chạm nó tỷ lệ với chiều cao, wow. Càng lên cao thì càng lên cao giá càng đấy. Thế là nên một số ông nào mà có hình bóp cả phi hành gia thì thôi, chắc là bán nhà mất, phá sản con mẹ mất. Bóp phi hành gia hoành tráng lắm, cao mà cao. Ngoài không gian mớ bẩn vô giá ấy. Nó còn tính theo tiền khác. Nó không tính mệnh giá Việt Nam đồng nữa. Đấy, tốt nhất là anh em ạ, nếu mà đã say không nên đi máy bay. Vâng. Còn đã bóp thật thấp. Bóp mẹ dưới tầng hầm. Nó còn được tiền đi ăn. Đấy. Anh Cường thân mến, lần sau anh vấp chân thì anh nên vấp chân ở tầng hầm. Vâng. Hoặc là chui mẹ cũng động cái động gì mà mới tìm ra mà phải chui người xuống. Động gì ấy nhỉ? Động Sơn Đòn à? Sơn Đòn ấy. Đấy, chui bố xuống Sơn Đòn mà action. Ok, chúng ta sẽ cùng sang với tin thứ hai. Đó là tin về thế giới điện ảnh. Tại cuộc họp báo phim truyền hình Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Bông hoa. Đây đây. Trái đây. Cũng giống đây. Tổ buôn trên ngực trái đây. Kiều Thanh, nữ diễn viên Kiều Thanh chia sẻ báo chí cuộc sống hiện tại của cô. Cô cho
nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ cô là người thứ ba vẫn chưa làm đám cưới chính thức với người đàn ông đang ở bên cạnh. Vâng. Rồi. Cô nói chị ấy, tức là người vợ đầu, vẫn làm tròn bổn phận dâu con. Vâng. Nhưng chồng là của riêng tôi. Vâng. Tiếp trước chị ở sinh ra cái sướng cái thế giới gì mà nó sướng thế, mà nó khôn thế chứ. Nhà tù bao nhiêu kiếp mới được, bao nhiêu kiếp mới được. Chị ở một nhà, tôi ở một nhà. Vâng. Chồng anh ấy thì ở cùng tôi và vẫn giữ hình ảnh cho các con. Vâng. Tức là chụp ảnh gửi cho các con. Chúng tôi không chung chồng vì điều đó rất khó và tôi cũng không chấp nhận. Ôi giời ơi, cái ấy thì người dại thế. Rồi thì là bây giờ là chồng về ở với chị ấy. Chồng rồi ấy. Còn chị cả là ở với con. Ừ, ở với con phục vụ hết, dâu con tức là cả con cả đối nội đối ngoại hai nhà. Bà kia làm hết. Ừ. Bà này chỉ có mỗi ông chồng. Bố mà sướng. Mà mình cũng thích cái ông chồng. Trong dạo này xã hội người ta lại văn minh thế chứ à rồi. Đâu như một vài nhà. Đâu như một vài người phụ nữ ở quanh mình đúng không? Tâm ơi. Giả sử Tâm là bà cả. Là bà cả. Vâng. Theo Tâm thì Tâm có chấp nhận như này. Thực ra em thấy cái trường hợp này nó hơi giống kiểu phong kiến ngày xưa. Vợ cả và vợ lẽ. Nhưng mà bây giờ mình đang ở thế kỷ 21 rồi. Nó không thể như thế được nữa. Và cái hôn nhân nó cũng như thời trang ấy. Tức là có những thế kỷ bao nhiêu nhưng nó xây vào chúng nó lại quay lại. Ừ. 200 năm hôn nhân cũng còn. Nhưng mà không thời trang. Như thế thì cái giá trị của gia đình ấy, nó sẽ bị đảo lộn đi. Thì khi mà bố mẹ đã không còn tình cảm với nhau mà sống với nhau như thế thì nó rất là khó. Xong rồi là những đứa con mà sinh ra trong gia đình mà bố mẹ không có tình cảm với nhau mà cứ phải giả vờ ấy. Anh có thể anh cứ ở mình thì thấy khó vì mình chưa nâng cấp đúng không? Tức là mình đang dùng hệ điều hành gọi là 1.0 bây giờ nó hệ điều hành 4.0 rồi, đang lên 5.0 rồi đấy. Nhưng mà mình đang dùng 4G đi, nhìn chung là em bây giờ người ta nâng lên 5G nó khác đi. Mới đầu thì hơi khó đi, dần dần nó sẽ quen. Xã hội nó thay đổi, nhìn chung là em thấy trường hợp này là em vẫn kinh lịch phản đối, em vẫn kinh lịch phản đối. Em là một người gọi là giữ gìn, gọi là giữ gìn lại những cái nét văn hóa, những cái giá trị cốt lõi của gia đình. Cốt lõi của gia đình. Vâng. Tốt thôi. Em giống anh. Anh cũng đang ra sức giữ gìn những cái giá trị cốt lõi của gia đình. Thằng này cũng đang hay phá. Này hay phá lắm. Không, ai làm gì cả, thứ đấy giờ. Anh ngạ gì mày, gớm. Thứ đấy giờ là anh em ngồi im, không nói nào không nói gì cả. Em hiểu là nhắc tới. Nhưng mà mình rất thích những cái bà vợ như kia. Sao người ta lại tiến bộ thế nhỉ? Tư duy mở. Tư duy rất là mở. Tư duy rất là mở. Đâu như một vài người. Tối đến cứ dọa cắt hết những cái mẹ bộ phận trên cơ thể chồng. Con nằm nhắn tin. Trả lời khách hàng bán cái áo thôi. Cũng bị dọa. Dao tôi để ngay đầu giường mà. Nha. Nha. Rất sắc đấy, tôi nói với anh biết nhá. Đấy, nhiều bà nhá. Đấy, vợ anh còn để dao là còn hiền. Tôi đấy. Mà cắt nhá. Ừ. Tôi ném vào toilet, tôi xả nước, tôi luôn không có cách gì nối lại được đâu. Đấy. Mà chưa làm gì cả nhá. Chưa có, thậm chí trong ý nghĩ mình chưa có. Thế mà đã dọa rồi. Ừ. Tâm sao em có định để cái dao đầu giường. Ừ. Còn cả kéo nữa cơ. Ờ đấy. Để dao nó còn hiền. Để kéo dao là còn phải dây nhá. Dây. Để kéo nó chỉ có nhắm mắt cái bàn cái. Sao luôn. Dương lên nhá. Làm mình xoẹt một cái thôi là thôi bỏ mẹ rồi. Thì lại chạy vào toilet xả nước xong rồi thôi chứ còn gì. Căng lắm. Đấy, nhưng mà tuy nhiên ấy thì với anh em tổ buôn thì vẫn khuyên là những cái người mà làm nghệ thuật ấy nên hiểu biết một chút về pháp luật. Tức là hoặc là nếu mình không trả lời thì tốt nhất là nên gọi là có người đại diện, luật sư, người đại diện trả lời ấy. Chứ còn mình trả lời này rất nguy hiểm. Vâng. Có những chuyện không cần họ phải nói ra. Vâng. Kể cả mình có làm không phải nói ra, không cần phải thừa nhận. Vâng. Đấy, chỉ đến khi bị ra pháp luật lúc ấy mới bắt buộc phải thừa nhận. Vâng. Và đấy thừa nhận khi chưa hỏi thì pháp luật chưa sờ đến mà đã thừa nhận thế này. Còn việc này là việc vô cùng là sai pháp luật, sai mặt luật pháp. Vâng. Khi mà người ta chưa ly dị và mình sống với chồng người ta là đương nhiên là vi phạm pháp luật. Vâng. Mình nhận xử phạt mấy triệu tôi đéo biết. Vâng. Đại loại là bị xử phạt. Vâng. Đấy. Quan trọng là vi phạm pháp luật đã. Ừ. Đúng. Còn chưa kể đấy là câu chuyện rất nhạy cảm. Quá nhạy cảm. Cực kỳ nhạy cảm. Bây nói giờ ra làm cái gì gớm khổ quá, làm gì có ai đồng cảm với mình đâu. Kể cả những người mà người ta đang làm người thứ ba không ai đồng cảm, không ai dám đồng cảm, tự nhiên đi chú tội. Chết à.
đúng không? Kể cả ví dụ với kể cả các đức ông chồng. Vâng. Nghe chuyện này nhiều ông mỉm cười hạnh phúc trong lòng lắm. Nhiều ông muốn nói cho lắm. Chú đúng không? Nói vợ là chú không bao giờ chúng ta nghĩ. Thậm chí cả những trong giấc mơ hoang đường của mình chưa có chuyện đấy. Một vợ khổ mẹ rồi. Ôi ôi, ông này chưa biết một lấy vợ khổ như nào đâu. Đây ông này không hai vợ nữa thì bố của khổ. Khổ lắm ông ơi. Khổ lắm. Thứ nhất là ông có hai bà mẹ vợ, ông có hai, hai gia đình bố vợ ngoại. Đống gia đình. Ui, mẹ đi ra ngoài chào hết mẹ thời gian. Mỗi lần hai nhà vợ nó hai việc phân thân thế đấy nào được. Ông ngoài là ông giỏi đấy. Giỏi. Tết là không biết Tết là nào mình trước. Mình lấy đâu. Vợ mình đã mẹ như con trùng trùng. Ông này hơn, ông này hai con trùng trùng. Nhân đôi. Nhân đôi mà. Vâng. Nhục lắm. Có sướng gì đâu. Rất nể. Những các ông chồng thì cũng giỏi thế nhỉ. Đặc biệt ông chồng thì thông cảm, thông cảm với ông chồng kia thôi. Không dám mẹ đồng cảm, mẹ vợ tát vào mẹ. Ông vừa nói đi. Đấy. Kể cả bây giờ kể cả các bà vợ thì đương nhiên rồi. Đưa sao? Lên hết ngay. Vâng. Nó lập đồ đúp, nó nói rồi đưa đủ mọi chuyện làm gì mẹ lại có thể loại nó loại kia như thế này. Đây. Tẩy chay phim ngay, tẩy chay ngay, tẩy chay. Vâng. Nếu là một cách PR thì anh em mình chưa biết cái việc này như nào. Vâng. Nhưng nếu là một cách PR thì PR này PR hơi phim. PR phim hơi ngược chiều. Vâng. Giống y như vụ An Nguy với cả Kiều Anh, Kiều Anh Tuấn. Và Kiều Minh Tuấn. À, Kiều Minh Tuấn. Vâng. Cũng tên Tuấn như ông. Vâng. Anh đừng tên Tuấn cũng bị nguy hiểm lắm. Tên Tâm cũng đỡ chứ tên Tuấn nguy hiểm. Tâm à? Tuấn với Tâm nó cùng gần tờ, nó hợp nhá. Không mà Tâm thì nghe có kiểu an tâm hơn anh ạ. Đúng rồi, Tâm đa số những đứa tên Tâm là rất là hiền lành, tử tế. Hay gọi là Tâm anh Angel. Anh có đứa bạn là tên là Tâm. Anh gọi nó là Tâm Thần. Cơ quan này cũng có thằng tên là Trí. Anh gọi là Mất Trí. Hai thằng rất thân nhau. Một thằng Tâm Thần, thằng Mất Trí, suốt ngày đi với nhau. Thế với anh. Đấy, quay trở lại cái việc... Kiều Thanh. Việc Kiều Thanh. Vâng. Đấy, thì vụ vừa rồi nói ra là bố của dở. Vâng. Tự nhiên mẹ nhiều khả năng phim bị tẩy chay. Vâng. Thế mới đen, mặc dù mẹ chả liên quan đến cái bộ phim này. Vâng. Đấy là đời tư của diễn viên, chả liên quan đến bộ phim. Đúng. Nhưng mà khi xã hội nó ghét, ghét cá đường đi lối về. Thế mới nhục. Thế là thôi thì có những chuyện gì không phải nói. Nói hay không thì là quyền nói. Của mình. Quyền của vâng. Mình. Và kể cả có bị hỏi mình cũng không nói. Hả? Và đấy là quyền của mình. Quyền của mình. Và tao đéo trả lời đấy. Hút cụ mới đi. Và có lẽ chúng ta kết thúc cái tin này đây. Mà kể cả khi làm người thứ ba cũng có khả năng là mình đang là người thứ ba thôi. Và đéo nhận. Và thứ ba nó mệt lắm. Sau thứ hai họp giao ban nhiều việc. Ông ba em không phải người thứ ba mà. Đéo phải. Ừ. Tao thích thứ bảy làm thứ bảy với chủ nhật hơn. Chào đéo thích thứ ba. Ngày đấy bố được nghỉ. Thứ giờ chủ mật nhiều việc làm, sạc pin sạc viết thoải mái. Thứ ba phức tạp lắm, chạy như chó, chạy như cờ lông công, mệt người. Đéo làm người thứ ba. Thích làm người thứ bảy với người chủ nhật. Ok, và chúng ta dừng cái phần tin này đây. Vì tuần này thì tin nó hơi bị ít. Anh em thông cảm, bọn tôi đành phải bổ sung bằng mục trả lời câu hỏi. Các câu hỏi như sau. Tâm thân mến, em nên tập trung vào phần câu hỏi vì sẽ có lúc em được trả lời. Vâng, và chúng ta hãy cùng đến với lại phần câu hỏi. Một phần mà rất nhiều bạn trông rất chờ. Rất nhiều bạn trông chờ. Vâng, có bạn có tên của bạn ở đây. Do thời gian có hạn nên hôm nay chúng tôi chỉ trả lời hai câu hỏi. Vâng. Câu thứ nhất. Anh ơi cho em hỏi tại sao ngày xưa lúc mới yêu em và người yêu có thể nói chuyện xuyên màn đêm, xuyên ngày tháng. Vâng. Mà bây giờ em có cảm giác như chúng em nói chuyện với nhau ít hơn. Câu chuyện không còn hấp dẫn như trước nữa. Có phải tình cảm của chúng em đã phai nhạt rồi ạ? Câu này rất hay. Mời Tâm, Tâm sẽ trả lời. Em nghĩ là cặp đôi nào yêu nhau thì cũng có những cái chuyện như thế xảy ra. Thì cũng có thể là họ không làm cái điều gì mới lạ cho nhau để khiến tình cảm đi lên. Hoặc là trong cuộc sống thì có rất nhiều áp lực. Áp lực về cuộc sống, tiền nong các thứ ấy. Nên là họ có thể phân nói tâm chuyện đi. Với nhau nó không còn được mặn nồng như ngày xưa. Thực tế thì không phải là tình cảm nhạt.
mà chuyện các anh nhạt đi rồi. Vâng. Bởi một ngày nói chuyện xuyên màn đêm, xuyên ngày, xuyên tháng còn có chuyện đéo mà nói nữa, chả nhạt. Cái đéo thì nhiều nó chả nhạt không, phải biết tiết kiệm. Như hôm nay nói một chuyện, hôm sau nói chuyện khác. Mấy hôm công lại quay lại chuyện cũ hết mẹ, chuyện lại quay lại chuyện cũ nó thì phải có giữ gì. Quan trọng là phải giữ được bài. Nên nói chuyện thằng Tuấn mấy hôm nó thấy nhạt mẹ rồi, nói chuyện chi lên gầm gầm, xuyên ngày, xuyên tháng. Đấy, nói chung là không nói chuyện nữa, chỉ im lặng mái sườn thôi. Đấy, chứ hồi đầu thì nhiều chuyện lắm, tâm sự loạn nên mới cởi được cúc áo. Đấy, nó mới cởi được cúc áo rồi, tự nhiên thì hết chuyện. Hết với tài. Bây giờ ngoái đi ngoái lại nó cởi sạch rồi, có cần mình cởi đâu. Hết chuyện rồi nó thế. Tập trung vào việc chính. Vâng. Chuyện ít thôi. Cuối cùng nó cũng nhạt thôi. Cuối cùng nó cũng nhạt. Nói đùa ấy thôi, nói chung là nghiêm túc mà nói thì tình yêu nó mang tính chất dao động. Con lắc đơn, vâng. Tức là lúc mới đầu yêu mẹ nó lắc loạn lên nhỉ, mà lắc rất biên độ rất như là cao, như tim đập của mình về sau càng ngày nó càng chậm dần, nhiều cái nó chết mẹ hẳn, nên phải có cách tác động để nó vâng. Tác động nó quay trở lại biên độ, vâng. Các em phải nên hiểu như thế, chứ không phải tình yêu nó lúc nào nó cũng bằng nhau đâu, mẹ nó biến đổi nhanh lắm. Ok, sang câu thứ hai. Đó là câu hỏi như sau. Anh Hải ơi, tại sao con gái nó lại khó chịu khi mình tán đứa khác, trong khi trước đó mình tán nó thì nó đeo đổ. Tán mai đeo đổ, bố đi tán đứa khác. Thế là nó quay sang nó khó chịu. Đấy, Tâm. Đấy. Cái này là Tâm. Cái này lại Tâm không? Nhìn mặt Tâm cười là biết rồi. Đấy. Tâm chắc cũng rơi vào hoàn cảnh này rồi. Vâng. Đã chuẩn bị đổ mẹ rồi thì nó lại quay sang nó tán đứa khác. Bố cái thằng thần kinh. Nếu Tâm có bao giờ ghét cái thằng như thế chứ, vì có thể là chắc gì họ không đổ mà có thể họ chưa đổ thì sao, nhưng bạn kia thiếu kiên trì chẳng hạn, hãy thấy thế rồi bỏ cuộc. Em thử thách à? Đúng rồi. Ví dụ bình thường mình cưa 3 tháng mới đổ, thế ông cưa 3 ngày ông bỏ mẹ đi rồi. Thế là tính kiên trì đã không có rồi. Và đôi khi con gái họ ghét vì tính lăng nhăng, ví dụ chưa kiểu thả thính nhăng. Thả thính ấy. Đúng. Đúng đấy. Đúng đấy. Đúng đấy. Anh chỉ tay em đấy. Đúng đấy. Đúng là Tâm ghét bọn lăng nhăng. Nói chung thì đây là vì em nói là con gái nó khó chịu khi mình tán đứa khác. Vâng. Cái này nói chung là mỗi con gái thì lúc nào nó cũng khó chịu. Vâng. Tính nó như thế. Bởi vì là bản chất con gái nó muốn được quan tâm. Chịu đây tính, anh tính cho em nghe nhé. Một tháng thì nó khó chịu mất mẹ 4 ngày. Đấy, vì cuối bao giờ vào chu kỳ mà nó sẽ khó chịu mất 4 ngày thì 4 ngày này nhanh, nhớ cứ cho nó 4 ngày. Vâng. Đi nhá, xong rồi đến nó khó chịu tiếp 4 ngày thứ hai nữa là vì nó phải đi làm. Vâng. Nó cũng khó chịu, đọc sự tác hút cho nó xem. Đấy, khó chịu chiều chủ nhật nữa. Nó khó chịu tiếp 3 ngày cuối tháng là vì nó hết mẹ tiền mua sắm. Đấy, xong rồi tiếp tục nó khó chịu tiếp 4 ngày nữa vì cái con xấu hơn nó mà lại có thằng Tàng. Khó chịu tiếp 4 ngày nữa vì mấy thằng kia tán nó không đổ rồi, tán con khác. Đấy, xong nó lại tiếp tục khó chịu tiếp 4 ngày nữa vì cái mấy con bỏ mẹ kia đổ quá nhanh. Nó lại khó chịu tiếp 3 ngày nữa vì có dấu hiệu tăng cân. Đấy, người nó tăng cân nó lại khó chịu mẹ rồi. Nó lại khó chịu tiếp 4 ngày còn lại nữa vì thời tiết nắng nóng rồi tắc đường mọc mũi. Phim buồn các thứ đại loại không? Phim đang xem hết mẹ. Nói chung tất cả thứ còn lại đấy, tổng là 30 ngày tròn. Ngày đấy còn chẳng khó chịu. Con gái đẻ ra khó chịu sẵn rồi. Đã, nhìn mặt xem. Nhưng mà thực chất cái quan trọng nhất ở đây, quan trọng nhất của đây của cái việc khó chịu này là vì là ai bảo mày tán nó trước. Đấy. Đấy. Chứ mày tán nó sau không sao đâu. Ai bảo mày tán nó trước thì đương nhiên khó chịu. Nếu như cũng thế thôi. Đấy. Nếu như ông để nó tán không, mà ông không thích, ông đi tán ông khác, thì chắc nó sẽ bình thường. Vâng. Ai bảo ông tán nó trước. Thế nhưng kể cả nó không yêu ông, nó vẫn khó chịu. Vâng. Bản chất con gái là bản khó chịu. Gái nó khó chịu sẵn 30 ngày. Và phụ nữ thì họ luôn cần được rất nhiều người quan tâm. Đúng rồi. Bản chất là lúc nào phụ nữ kể cả họ không thích mình nhưng họ vẫn gái nhá, nếu mà mày tán nó nhá, nếu nó không yêu mày nhá, mày phải ở giá suốt đời, nó mới quý mày. Đấy. Nó mới thấy nó có giá trị. Nào mày không mong ngóng, mày like từng cái ảnh một nó lên thì lúc ấy nó mới dễ chịu. Đấy, mà có làm được không? Không. Còn không thì thế là thế nó khó chịu là bình thường. Vâng. Vâng mà. Nhá, nghe chưa? Ok, và có lẽ là chúng ta tạm dừng bản tin ở đây thôi. Các bạn hãy nhớ ủng hộ
lá bồ đề. Cảm ơn các bạn thời gian vừa qua đã mua rất nhiều lá bồ đề và ủng hộ anh em chúng tôi. Để anh em chúng tôi có thêm động lực để sản xuất chương trình. Trả lời các câu hỏi cho các bạn. Vâng, và bây giờ nếu như các bạn có nhu cầu mời các bạn nữ. Các bạn nữ lên. Vâng, nếu các bạn có nhu cầu mua lá bồ đề thì các bạn hãy liên hệ với lại link mình gắn ở phần mô tả phía dưới. Rồi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye. À quên, nếu các bạn có nhu cầu mua áo nhá thì vào trang Tuấn Tiền Tỷ. Dỗi nó phải chiến thuật. Dỗi làm sao cho mình có lợi. Mẹ dỗi đứng ngoài đường tí về cám mẹ chết cũ mình nó yêu vốn khác người khác đi chơi. Chả có tác dụng gì. Đấy, theo tôi thì nếu mà dỗi nhẹ nhất. Theo em đến dỗi rồi. Theo em, nhà mình dỗi. Thôi. Bây giờ lần tới em dỗi dỗi ở đâu? Ở nhà. Lại ở nhà. Nhà nó lại quay ra lại mặc mỗi quần xà lòn thì lại làm cái gì được cái chứ. Cái bài nó quen thuộc quá. Ra quán trà sữa thôi cho anh. Dỗi bao giờ mà đàn ông nó bảo thôi bây giờ thì anh phải làm thế nào? 10 cốc, đéo có nói nhiều. Ví dụ thế. Ví dụ thế. Ví dụ các bạn em thích uống cái gì đấy? Em thích uống cái gì? Em thích uống cái gì nào? Cà phê ok đó, cà phê gọi hết bánh ngọt ra đây nha. Cho chết cụ đi. Ăn tiêu tiền nó sướng. Khi mình tiêu tiền không phải của mình sướng. Đấy các bạn nhớ cứ ra chỗ nào mình thích ăn dỗ chết cụ ở đây.